Trên tinh cầu Chocomon có cây ca cao thiên sắp phương mình. Cây bị che nắng rồi. Có cách này. Từ sữa tươi sạch kết hợp chiết xuất lúa mạch và ca cao tự nhiên, TH True Chocomon Mystery được bổ sung vi chất giúp bé phát triển não bộ và chiều cao. Không biết. Bộ tiên tan cây ca cao thiên đã phương mình và lan tỏa quyền năng đến toàn tinh cầu. Sữa ca cao lúa mạch TH True Chocomon Mystery, năng lượng từ thiên nhiên cho thế hệ mới. Hơn 500 gian hàng, 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 20 quốc gia tham dự. Sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế với quy mô do Bộ Công Thương chủ trì vừa diễn ra với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Vừa qua trong 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2023 vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các quốc gia, doanh nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương còn tạo những điểm nhấn thông qua khu gian hàng nổi bật này. Thưa quý vị, nổi bật ngay tại trung tâm của triển lãm chính là 36 gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mang đến nhận diện rõ nét của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, ngành thực phẩm, đồ uống. Toàn thể khu vực trưng bày có diện tích 360m², quy tụ hơn 16 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, trưng bày các sản phẩm thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, thu hút nhiều du khách tham quan và doanh nghiệp. Tôi tham quan một vòng những cái sản phẩm thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thì tôi rất là hào hứng những sản phẩm hồng Việt về tiêu chí và những cái trang trí và chất lượng sản phẩm ngang tầm với thế giới được ạ. Thì tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự và được sự hỗ trợ của ban tổ chức thương hiệu quốc gia. Cũng rất mong là ban tổ chức thương hiệu quốc gia dẫn dắt các doanh nghiệp để mà đưa hình ảnh và sản phẩm của các doanh nghiệp được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng trong và ngoài nước. Đã là thương hiệu quốc gia thì Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong cái vấn đề truyền thông nói riêng, và trong cái vấn đề là giúp đỡ các cái doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia để mà khuếch trương các cái sản phẩm đến người tiêu dùng. Gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tạo ra sự khác biệt về quy mô, thể hiện sự đầu tư bài bản và nghiêm túc của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và chứng tỏ vai trò dẫn dắt của mình trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, đồng thời cũng quảng bá chương trình thương hiệu quốc gia của chính phủ Việt Nam tới doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Chúng tôi đến đây với mục đích tìm kiếm các sản phẩm có tiềm năng để tiến vào phục vụ thị trường Hàn Quốc. Và chúng tôi thấy sản phẩm sau lưng tôi đây rất có tiềm năng để phát triển. Tôi được biết đây cũng là thương hiệu quốc gia của các bạn nên đã được kiểm chứng về chất lượng và độ uy tín. Rất nhiều đối tác quốc tế tham gia trưng bày, cũng như là đối tác quốc tế mà tham dự triển lãm để có thể là các đối tác tiềm năng cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam, đặc biệt là các cái sản phẩm mà đạt tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thì đây là đã được công nhận là những cái sản phẩm hết sức là chất lượng và đã được khẳng định ở trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua các hoạt động như thế này, không chỉ người tiêu dùng mà doanh nghiệp trong và ngoài nước đang ngày càng có cơ hội tiếp cận, cập nhật thông tin về các sản phẩm dịch vụ mang đầy đủ các yếu tố về chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong mà chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam mang tới. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yêu lam Yakult thương hiệu lâu đời, hơn 80 năm đến từ Nhật Bản. Nghiên cứu Yakult công trình khoa học, cả thế giới tin yêu 40 triệu trẻ mỗi ngày. Trẻ con vẫn mê đắm, người lớn cũng yêu lắm, đường ruột và sức đầy kháng yên tâm. Nhà ta vẫn như thế, phần nào cũng như thế, để mọi ngày khỏe mạnh cùng Yakult. Mỗi ngày Yakult, mỗi ngày khỏe mạnh.